Chào bạn, hôm nay các bạn sẽ đến với bài số 17 trong khóa học TypeScript căn bản. Bài số 17 chúng ta sẽ học về cách khai báo class. Vậy cách khai báo class ở trong ES6 như thế nào? Chúng ta sẽ tạo mới bài 17. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi cái đường dẫn đến file index. Chúng ta sẽ có một từ khóa mới là class, tên của class và hai dấu ngoặc, đồng thời cũng khai báo một constructor. Sau đây chúng ta sẽ phải bỏ cái dấu này đi và chúng ta khai báo một class như là C# thôi. Và phần class này chúng ta sẽ kiểm tra nó, chúng ta sẽ khai báo p1, chúng ta sẽ new, dùng từ khóa new để khai khởi tạo một đối tượng như là một class ở trong lập trình C#. Chúng ta sẽ console.log cái type of của cái p1 này xem nó là kiểu gì. Chúng ta sẽ vào cái localhost 3000 index vì server đang chạy, nó là kiểu object. Còn cái kiểu của thằng person thì là gì? Nó là function. Vậy class thực chất là một function khi mà được biên dịch ra Type JavaScript thì thực ra nó sẽ khai báo một cái function tên là person. Và khi chúng ta sử dụng class, nó có một tính chất khác với function, đó là nó không hỗ trợ hosting, tức chúng ta không thể khai báo ví dụ let p1 bằng bằng new person đây được, bởi vì chúng ta phải khai báo trước khi chúng ta sử dụng. Này là sẽ báo lỗi và bắt buộc chúng ta phải khai báo sau khi chúng ta ra sử dụng, sau khi chúng ta đã khai báo. Còn function thì sao? Ví dụ person, chúng ta có thể khai báo person luôn, khởi giờ sử dụng person luôn đây mà không có vấn đề gì cả. Đây chúng ta sẽ đó. Còn với class thì chúng ta không hỗ trợ hosting cho nên là bắt buộc phải có trước khi chúng ta thao tác về nó. Chúng ta khai báo một hàm, ví dụ như run chẳng hạn. Hàm run này của con người thì chúng ta sẽ có thể ví dụ person run, running is running. Đó. Thì chúng ta chỉ việc tên của biến, chúng ta khởi tạo ra một đối tượng của class này. Chúng ta có p1.run. Thì ở bên này nó sẽ sinh ra một cái, thực ra nó ép vào cái phương thức run này, hàm run này và prototype của person. Thì chúng ta sẽ kiểm tra một cái p1 run so sánh xem có bằng cái person.prototype.run hay không. Thì chúng ta xem nó là true. Và p1.run đây chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái này đi. Đó, true. Ở đây chúng ta có hai cái phương thức chẳng hạn, ta so sánh thì nó sẽ là true bởi vì nó tương đương với prototype. Prototype là một thuộc tính của đối tượng của person này.
Tức là bất cứ một cái đối tượng nào trong JavaScript đều có một thuộc tính là prototype, nó mô tả, nó chứa các phương thức và thuộc tính của cái đối tượng đấy để chúng ta có thể sử dụng trong các instance. Thì cái phương thức này nó tương ứng với lại app prototype. Đó chính là cách để chúng ta khai báo class. Cú pháp là từ khóa class, tên class và hai dấu ngoặc nhọn. Bên trong sẽ là phương thức. Khởi tạo chúng ta dùng new. Đó chính là nội dung của bài học.